của sư nhà xin kính chào quý vị khán giả trong buổi tối hôm nay. Tiền với vũ điện mầm mộ. Và bây giờ, vỗ tay nào! Chúng ta cùng với nghệ thuật lớp vòng. Những tình cảm yêu thương của
vừa rồi quý vị khán giả đó là những chàng vỗ tay đọc viên cho tập thể anh chị em nghệ sĩ đại biểu thuật đại diện tập viên chương trình buổi tối này, phục vụ cán bộ nhân dân xã Phước Sơn. Và đây sẽ là chiếc vòng tiếp theo. Bốn chiếc vòng. Em yêu người, say mê người, cuồng nhiệt như gió.
trọn đời mình em muốn anh yêu em hoài. Và đây sẽ là chiếc vòng lửa thứ hai. Vỗ tay thật to nào quý vị khán giả kênh Nghiệm thân yêu. Nếu ngọn lửa tượng trưng cho niềm đam mê, những ngọn lửa tượng trưng cho sức mạnh. Và những ngọn lửa đang được mỗi người Selena lắp quanh cơ thể của mình. Và quý vị khán giả thân mến, tiếp tục tham gia biểu diễn của những người Selena đã thành công. Cảm ơn những tình cảm của quý vị khán giả đã dành tặng cho Lina trong đêm diễn hôm nay. Cảm ơn rất nhiều.